Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên. Chân trái. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Những pha bóng có thể nói là gợi nhớ lại hình ảnh rất đẹp trên sân Mỹ Đình ở chung kết của AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa. Trên sân lúc này chúng ta có 4 cầu thủ thuận chân trái. Vừa rồi là pha hợp của hai cái chân trái tuyệt vời, Quang Hải và Hoàng Đức, những người đều đã từng dự giải U20 thế giới. Với Quang Hải là một nhân tố đá vốn dĩ rất đặc biệt. Chúng ta đã biết quá nhiều về anh và luôn chờ anh bùng nổ như vậy. Còn với Hoàng Đức thì thực sự đó là tương lai. Pha đi bóng phải nói là như vẽ của Quang Hải. Sau đó là một đường chuyền dọn cố để Hoàng Đức tung ra cú đá quá đẹp. Đoàn Văn Hậu. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo. Và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Đó thật sự là một pha ghi bàn đẳng cấp, làm nức lòng khán giả. Cách biệt được nhân đôi. Cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Viettel đã có bàn thắng đầu tiên ở vòng loại bảng K. Hoàng Đức trở thành cầu thủ thứ 7 của Việt Nam ghi bàn ở vòng loại. Chúng ta vừa được thấy hình ảnh ông Kama trên màn hình và đó là một sự thán phục, một sự tưởng thưởng với những gì mà đối thủ của ông đã làm được trong trận đấu này. Tất nhiên trận đấu này chẳng làm ảnh hưởng chút nào đến tình bạn của ông Gamma và ông Park Hang-seo. Họ hôm nay thực sự là những đối thủ của nhau và ông Park Hang-seo cùng các học trò đã có được một màn trình diễn xứng đáng. Jacket. Cho đến trận đấu này thì những vị trí đáng chú ý nhất của U20 Việt Nam đã phát huy được những điều đặc biệt của mình. Sau trận đấu đầy khó khăn trước Indonesia, đã có rất nhiều những ý kiến của đông đảo hâm mộ cho rằng phải chăng ông Park Hang-seo còn giấu bài. Có lẽ trong công tác chuyên môn thì chẳng huấn luyện viên nào lại muốn giấu đi những gì được gọi là hay nhất của mình, nhất là ở một trận đấu khó khăn đến như vậy. Nhưng khi bước vào trận đấu gặp U20 Thái Lan với rất nhiều những phương án khác nhau, những phương án mà gần như chúng ta chưa được nhìn thấy ở những trận đấu đã qua của U23 Việt Nam ở vòng loại lần này, thì một lần nữa thương hiệu của huấn luyện viên Park Hang-seo lại được khẳng định. Ông luôn luôn có những sự điều chỉnh một cách hợp lý trong tâm lý thi đấu của các cầu thủ và chắc chắn là cả yếu tố chuyên môn nữa. Ý đồ chơi, phương án chơi, đấu pháp chơi rõ ràng ở trong từng trận đấu của ông Park Hang-seo luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thay đỏ dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Khó khăn chồng chất với cầu thủ Thái Lan.
Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi. Và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Vị trí va chạm đứng rất gần sự quan sát của trọng tài người Uzbekistan Serov Kasimov. Supachai tỏ ra căng thẳng và không kiểm soát được hành động của mình. Và sau khi bị truất quyền thi đấu thì anh cũng đã tỏ sự hối lỗi. Hai cánh tay đã chắp lại và như thể đó là lời xin lỗi với những người đang có mặt ở trên sân. Có lẽ là đang đòi bóng, bóng chưa thấy đâu thì lại có một cú hích. Thì ra anh chàng này đã nóng giận và hành động rất bản năng. Mọi chuyện đang trở nên rất thuận lợi với cầu thủ Việt Nam. Những chiếc thẻ phạt ở các trận đấu tại vòng loại cũng vẫn sẽ còn bị ảnh hưởng ở vòng chung kết. U23 Thái Lan sẽ góp mặt trong trận đấu mà giải đấu mà họ chơi với tư cách là đội chủ nhà, và những tấm thẻ như vừa rồi của Supachai đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu đầu tiên của họ. Thêm một pha phạm lỗi. Ông Bang So và trợ lý Liang Jin đã theo dõi rất kỹ toàn bộ trận đấu trước của Thái Lan. Trận đấu mà người Thái đã vượt qua Brunei 8-0. Cao thủ kể lại rằng những ngày gần đây thì phòng của ông Bang So tại một khách sạn ở khu vực Mỹ Đình cũng đèn bật sáng, có thể nói rất muộn cho đến rạng sáng. Có lẽ là ông cùng với những trợ lý của mình đang xoay vần để tìm kiếm những chiến thuật hợp lý. Chúng ta vẫn gọi Bang So là phù thủy, tuy nhiên đó chỉ là cách nói vui thôi. Đằng sau đó là một sự lao động rất nghiêm túc, luôn luôn đào bới mọi việc để tìm kiếm những phương án tốt nhất. Với những huấn luyện viên tên tuổi, những huấn luyện viên có được những kết quả thành công thì đằng sau những thành công đó luôn là một sự lao động hết sức tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết, chứ không phải là những phép thần thông nào đó. Và với huấn luyện viên Park Hang-seo ở bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, điều này là cực kỳ chính xác. Đây là một pha bó vào trong của Văn Hậu, chọc khe. Lần này bóng trúng chân trọng tài. Đoàn Văn Hậu. Pha dứt điểm của Hồ Tấn Tài. Trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng trên sân lúc này thì U23 Thái Lan chỉ còn lại 10 người trong tình thế đã bị thua trước 2 bàn. Mọi chuyện là quá thuận lợi với U23 Việt Nam. Sau tình huống để thua thứ hai của Thái Lan, đã có một vài va chạm khiến cho trận đấu nóng lên trên mức cần thiết. Nhưng với U23 Việt Nam, đây là lúc mà cầu thủ áo đỏ cần phải hết sức bình tĩnh. Rõ ràng mọi chuyện đã thuận lợi lắm rồi, không có gì phải vội vàng vào lúc này cả. Đây đúng là tình huống mà Supachok đã việt vị. Không còn Supachai thì Supachok và Kanarin sẽ là những người đá cao nhất trên không của Thái Lan. Pha phạm lỗi của Irasut. Thêm một chiếc thẻ được rút ra. Thêm những chi tiết chỉ ra rằng trận đấu đang diễn ra trong một tình thế tồi tệ cho đội tuyển U23 Thái Lan.
đứng trước bóng là Thái Quý. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến hai, nhưng Thái Quý vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này. Đó cũng là một tình huống dứt điểm ở cự ly gần, và thậm chí bàn thắng vừa rồi còn dễ dàng hơn rất nhiều những gì mà Thành Trung đã có trong trận đấu gặp Brunei. Anh Tùng à, nếu mà tôi không nhầm thì chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua là chiến thắng 3-0 ở trận đấy năm 98, Cup Tiger 98. Vâng, đó là trận bán kết vào ngày 1 tháng 9 thì phải. Tôi vẫn nhớ là như vậy. Một ngày khó có thể quên đối với những người bóng đá Việt Nam. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Tôi là người đã tường thuật trận đấu cái đây 21 năm. Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở trận đấy, và rất có thể ngày hôm nay Việt Nam còn thắng đậm hơn.